Hôm nay mình chia sẻ với các bạn và cho các bạn nghe những cái âm điệu du dương và truyền cảm mùa về ve kêu chói tai. Hôm qua gặp cái chú mà ông ở Cần Thơ, ông bị khuyết thị các bạn ha. Ông nói tại tôi đi qua đây tôi bán vé số mà tôi nghe tiếng loe thôi mà tôi không biết tiếng gì nữa, hỏi thăm mà nó biết rồi nó kêu nghe chói tai chịu không nổi rồi ha. Ở quê mình là đó, loe kêu nè rồi các bạn ha. Hầu như là cây cối đây nhiều mà ha, không biết các bạn thấy con ve chưa ta, mình thì thấy nó rồi, kiếm con hơi bị khó à. Trời ơi, trời kìa các bạn ơi, con quá. Ở quê mình thì trồng những cái cây ven đường như này rất nhiều các bạn nha. Cái cây này kia thường đất nhà kế bên nên người ta cũng không có lo về cái việc trộm cắp, mình cũng có mà rất là ít. Thì đa phần xung quanh ai cũng trồng cây trái nhiều luôn ha. Nhưng cái khúc đường này là toàn là ve không. Ồ, nó kêu nghe thấy mà thảm sầu rồi, ve sầu mà. Thấy không? Cái khúc này là kêu là o mã luôn. Quay mình nghe coi nào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video nha. Khu này cũng rất là nhiều ve các bạn ha. Đây là cái khu trung tâm, rất là nhiều cây. Cái tỉnh Đồng Tháp này nhiều ve ghê thật. Mỗi lần mùa về là mấy ve này kêu ô mỏi các bạn ha. Rồi các bạn qua cái khu vực khác xem tiếng ve nữa nha. Đố các bạn tiếng này tiếng gì nè. Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp các bạn ha. Đây. Mùa này là mùa hè, ve kêu liên miên, rất là nhiều tiếng ve các bạn nha. Rồi, các bạn thêm quan thêm những cái khu vực khác có nhiều tiếng ve nữa các bạn nha. Đây. Gần chùa Hòa Long các bạn nha, cái khu này cũng ve quá trời ve luôn nè. Cổng năng động văn minh. Wow, các bạn thấy không?